Tao ăn cơm xong mà mày phải sơn xong bức tường này. Mày sẽ không xong á. Coi chừng tao á. Mày ăn nít hay gì coi chừng mày. Không coi chừng mày lọt mương mày té xong hả? Chuyện này phải chuyện của mày. Không liên quan, nhưng tao thích sơn giùm nó đó. Được không? Mấy cái này nè, là sơn ướt. Mày phải để nó khô thì nó mới đều với màu tường chứ. Ăn đi. Rồi tao sơn lại giùm cho. Chút về nhà cô Bảy tao xức thuốc. Bình quá là bình đi. Sao mày như mày nhận tội giùm nó? Mày giúp tao một chuyện được không? Đồ ngu. Nhưng mà sắp tới mày làm sao? Mệt. Mày đi. Mày có tiếc cái gì không? Mày không nhớ tao hả? Không. Nhưng mà tao nhớ mày. Xa rồi còn đâu. Ê, có vàng không? Biển. Sao lúc nào cũng như đàn ông vậy? Nói gì vậy? Tao nói vậy đó. Đừng có tự nghĩ gồng mà lên như vậy là hay. Tao biết mày là ai á. Chẳng qua mày không chịu thừa nhận thôi. Ê, tao thực tế lắm. Đại ca, đại ca nhận của đệ tử một bài. Mày điên rồi, gì lá lan vậy? Vậy đúng mày ca. Mày làm gì vậy? Để... đặt lon hả? Để quẳng vô cái mắt cá nó rồi để chạy. Tụi bay sướng lắm hả? Sao không la nữa đi? Điên. Chạy đó. Mệt.
ta ăn chè nè. Trời ơi, sao hôm nay rảnh rỗi vậy? Thì để trả ơn mẹ giúp con rửa nhục đó. Đừng có như vậy nữa nha, mẹ không có thích. Mẹ là cô giáo đó, con làm như vậy mẹ mất mặt lắm. Thằng Bình An á, nó ỷ má làm cô giáo. Năm ngoái học chung với tao nè, rồi ăn hiếp mấy đứa cụ lần trong lớp, hách lối lắm. Trò này vui á, nhưng mà lỡ cô bắt được là chết á. Còn con nữa, ăn chơi lêu lỏng hoài đi, nhà trường mà đuổi đó là con chết với mẹ đó. Dạ không biết rồi mà. Mẹ, mẹ chè đi mà. Để con chấm cho. Chuẩn bị nha, tao la lên là chạy á. Anh Hường, em yêu cô. Cái gì vậy? Cưới nhau nha em ghẻ miền Tây ơi. Trời ơi, đứa nào phá tôi hoài vậy? Ê, xuống xe rồi. Trời ơi, có nhà tới rồi kìa. Tao dọn trước. Ai làm gì vậy? Ê! Lại mày! Em đứng lại cho tôi! Chơi cái gì mà kỳ cục vậy? Hả? Trời đất ơi! Em giết mà hả? Cái này không phải em đâu cô. Xạo hả mày? Thấy trên rổ xe có hộp sơn nè, tay mày dính sơn nữa kìa. Mến đâu? Mến! Mến! Không có nó. Lẻo mép hả? Phạm Hoài nhớ, ngày mai mời phụ huynh lên trường học cho tôi. Nếu không có phụ huynh thì đừng có vô trường nghe chưa? Ủa? Rõ gì? Cô! Sao thế gì đánh vậy? Phải nó ghép mà nó đánh em cái gì đâu. Sao mày? Nó phải làm gì mày quá. Nó phải làm gì nó phải đánh mày chứ. Nó không có làm gì em. Nó lại nói gì mày? Không có nói gì nữa. Vậy mày lại nói gì đó? Nói có tình anh Thần ơi. Cái tỏ tình nó xong cái nó yên ru à, không có cảm giác là không đủ đô á, cho nên anh có thể cũng gọi nó tháo mà chẳng đợi hên là mày cởi nút áo nó mới đập mẹ á. Tại vì mày cởi nút quần là đâm mày rồi. Ý đâm cái gì? Nó lấy cây dao nó đâm vô cung cổ mày. Ôi ghê quá à. Mày nghĩ sao vậy? Nó trai thẳng rồi mày tỏ tình đó. Ngu, nó lé nó găng chưa?